Cảm ơn quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và hôm nay Hà Thu sẽ cùng Khẩu vị ngôi sao chào đón đến đây ba chồng của Hà Thu. Mà không biết ba có nhớ con hay không. Vâng, xin giới thiệu một vị nghệ sĩ ưu tú được rất rất nhiều quý vị khán giả yêu mến. Xin giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Công Ninh. Ông bà chú. Dạ, yeah. Con chào ba. Chào Hà Thu. Dạ, yeah. Ba nhớ con không ba? Nhớ chứ, chắc quay chung với MV cách đây cũng mấy năm rồi. Dạ đúng rồi, thực ra là nghệ sĩ ưu tú Công Ninh có tham gia một MV của Hà Thu cách đây cũng vài năm rồi chú nhỉ. Vào vai một người ba chồng khó tính ngăn cản hai đứa đến với nhau. Chú ơi, hôm nay đến với Khẩu vị ngôi sao thì cảm xúc của chú cảm thấy như thế nào? Thật ra chương trình này Ninh nghĩ là sẽ rất là vui. Dạ. Vì ít nhiều gì đó mình cũng có một cái dịp để mình giao lưu với lại khán giả. Dạ. Để mình cho khán giả biết được là trong cuộc sống mình có những cái điều thú vị gì đó qua ẩm thực. Dạ, và để mình có thể tìm hiểu thêm về khẩu vị của nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, xin mời nghệ sĩ ưu tú Công Ninh về phòng khách. Cho con hỏi chú một câu, bí kíp nào mà chú có thể giữ được một cái thân hình siêu mẫu như thế này? Bản thân tôi ăn uống á, thì cũng không thích ăn nhiều. Ăn vừa đủ no thôi. Và cái nữa là tôi cũng dành mỗi ngày đi bộ khoảng 30 phút, có thời gian rảnh rỗi thì đi bơi. Wow, à, là tập thể thao lắm chú. Cơ thể nó cũng, nói chung là cũng không có sầu sề lắm. Nếu mà mình ăn ít quá như chú nói là chú cũng không thích ăn nhiều á, thì mình phải ăn những cái gì đúng để cho nó đủ chất. Chứ chú thì làm việc cũng nhiều, mà nếu mà mình ăn ít quá thì nó cũng không đủ năng lượng để mình làm việc đúng không chú? Thật ra nói ăn ít thì cũng không phải là ăn ít quá đâu. Ăn vừa đủ. Tại vì thường là tôi chia ra một ngày ăn nhiều lần. Dạ. Mỗi lần ăn chút vậy thôi, chứ không có dồn một lần ăn để cho nó căng cái bụng lên rồi để sau đó là cảm thấy mệt mỏi. Dạ, vậy thì cho con hỏi là ở nhà ai trong gia đình chú là người phụ trách về việc nấu nướng cũng như là chăm chút về các món ăn trong gia đình cho cả nhà mình hả chú? Thì tất nhiên là bà xã tôi rồi. Cái khẩu vị của chú có phải thay đổi để mà phù hợp với bà xã hay gì không chú? Thật ra thì cũng có đó, đôi lúc mình cũng phải có một sự hữu hảo với là bà xã mình, tại vì mỗi người có một khẩu vị riêng. Thì nhiều khi nấu cơm hay nấu đồ ăn chung á, thì mình ít nhiều gì đó những cái món nào mà mình cảm thấy mình có thể chiều bà xã, theo cái khẩu vị bà xã thì mình ăn theo khẩu vị bà xã. Dạ. Cũng phải có hy sinh chút đỉnh. Nhưng ngược lại thì bà xã cũng phải hiểu cũng cái khẩu vị của mình. Những khoảnh khắc gì đó cũng hy sinh cái khẩu vị cho mình chút xíu. Dạ. Nói chung là hai bên tương tác qua lại, chứ bên nào cũng đòi đúng theo cái gu ăn uống mình thì chắc là khó mà có thể mà phục vụ đúng theo cái tiêu chuẩn mình mong muốn được. Đôi lúc nào đó mà hai vợ chồng có chiến tranh với nhau một chút vì cái khẩu vị khác nhau như vậy không chú? Đôi lúc thì cũng hơi căng thẳng á. Căng thẳng như nào chú? Ví dụ như bà xã tôi rất thích ăn thịt kho, còn tôi thì là không thích lắm, tôi cảm thấy ngán á. Ai nấu người đó có quyền chứ bộ, người ta thích ăn cái gì người ta nấu cái đó. Thì vấn đề là vậy. Đến với khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay thì chú cho con xin hai món ăn mà chú đang muốn thưởng thức trong chương trình ngày hôm nay. Chú viết ra giấy giúp con nha. Rồi. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ, rất là thanh đạm, rất là nhẹ nhàng. Và con nghĩ là rồi, những món này thì con cũng rất muốn nấu cho chú ăn ngày hôm nay để mà thể hiện sự hâm mộ. Nhưng mà không có cơ hội rồi, tại vì hôm nay đã có hai fan hâm mộ đăng ký đến đây để nấu cho chú ăn. Xin mời hai fan hâm mộ của chú, chị Thu Thủy và Hoài Thu. Trời, vui vậy ta. Xin chào hai chị. Em mời chị. Chào hai bạn. Dạ, em xin chào anh Công Ninh. Chị xin chào em MC xinh đẹp. Dạ, chào chị. Chị tên là Thu Thủy, năm nay chị 40 tuổi. Công việc chính của chị là nội trợ. Dạ, chị, mình giới thiệu một chút về bản thân mình nha chị. Chào anh Công Ninh, chào quý vị khán giả và chào MC. Mình tên là Hoài Thu, mình là nhân viên ngân hàng. Trên tay của Hà Thu đang cầm hai món ăn mà chú vừa mới ghi ra và muốn thưởng thức trong chương trình ngày hôm nay. Thì hai chị phải vượt qua hai câu hỏi cùng một phần thử thách để giành chiến thắng. Ai mà giành chiến thắng thì sẽ có cơ hội chọn một trong hai món này. Thì có thể chọn cái món sở trường của mình nấu tốt hơn để thể hiện tấm lòng của mình tốt. Hai chị sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu hỏi đầu tiên. Đây là một món ăn nổi tiếng ở phố cổ Hội An. Và gợi ý của câu hỏi này như sau: anh đây chẳng thấp, ngồi ở tầng cao, đố em đoán được anh tên gì nào? Hết giờ ạ, mời hai chị xoay bảng ra ngoài ạ.
Tự nhiên món lồng ăn mình đèn, để món lồng đèn. Còn chị Thu Hoài là cao lầu, nghe có vẻ hợp lý hơn là món lồng đèn đúng không chị? Chị chia sẻ một chút về cái món lồng đèn mà chị đưa đáp án được không chị? Không, cái này là chị nghe nhầm, cho đó là cứ treo thấp treo cao. Thường chị nghĩ phố Hội An thì hay cái lồng đèn là đặc trưng á. Dạ, đáp án đúng chắc chắn rồi, đó là món cao lầu. Cao lầu, món ăn độc đáo gắn liền với phố cổ Hội An. Mới nhìn cao lầu trông giống như mì, nhưng không phải mì. Tinh túy của món cao lầu là sợi mì, thường được chế biến rất công phu. Đầu tiên, gạo thơm đem ngâm vào nước tro, loại tro nấu củi lấy tận ở Cù Lao Chàm, cách đảo Hội An 16 km mới tạo ra được sợi mì có độ giòn, dẻo và khô. Vậy là sau câu hỏi này thì chị Thu Hoài đã có cơ hội lật mở một từ khóa trên đây. Xin mời chị. Mình mở ô số 2. Ô khóa số 2, xin mời. Ôi, quá đã. Cái gì quá đã vậy chú? Ăn món ngon quá thành ra phải quá đã thôi. Dạ, vậy cái món gì mà làm cho chú cảm thấy ăn vô mà chú thấy là quá đã nhất? Tôi là rất thích ăn chè. Chè, đồ ngọt. Nãy con vừa hỏi bí kíp giữ dáng của chú là chú không có chia sẻ ăn đồ ngọt đâu nha. Chú chia sẻ là tập thể thao, ăn ít. Con tưởng là... Đó, chính vì vậy mà lại thích ăn ngọt. Tại vì sao mình biết mình ăn ngọt là không ăn ngọt nhiều quá nó không tốt sức khỏe với là cái lứa tuổi mình. Chính vì vậy mà mình rất thèm. Mình rất là muốn ăn nhưng mình ráng mình khống chế, mình không dám ăn nhiều. Thành ra mình rất thèm mà chè mà ngọt thì các bạn biết rồi, cái vị ngọt của chè nó thanh, nó không phải là ngọt theo kiểu đơn giản như ngọt đường. Cái ngọt của chè nó lại rất là hấp dẫn cái cảm xúc của tôi khi được ăn, cho nên tôi rất thích ăn chè. Đúng rồi, con cũng hiểu cảm giác của chú khi mà mình đi quay cả ngày mệt á, mà có một chút vị ngọt thanh mát của chè là nó tiếp thêm rất là nhiều năng lượng đúng không chú? Hai chị phải nhớ là chú thích ăn chè, mà lát mà một trong hai món mà chú yêu cầu á mà có chè á thì mình phải làm sao để nó ra cái vị ngọt thanh như chú vừa chia sẻ đúng không chú? Ok. Ô số 2, chị Thu Hoài vừa mở cũng có một huy hiệu thần bếp. Điều này đồng nghĩa với việc là chị sẽ nhận được một sự trợ giúp đặc biệt từ nghệ sĩ Công Ninh trong phần nấu ăn của mình. Chị nhớ và đừng quên nhờ sự trợ giúp từ cái huy hiệu thần bếp này nhé. Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 2. Đây là tên một loại thực vật thuộc họ đậu, cũng là tên bộ phim nghệ sĩ Công Ninh đã từng tham gia. Xin mời hai chị đưa bảng. Đậu đũa, xin mời đáp án từ nghệ sĩ Công Ninh. Đúng rồi, đậu đũa. Bây giờ chú phải giúp hai chị để lật mở một từ khóa trên màn hình. Chú chọn từ khóa nào ạ? 3. Ô khóa số 3, xin mời. Cũng được thôi. Nó trừu tượng quá chú, cái gì cũng được thôi chú. Thì nó cũng liên quan tới ẩm thực thôi. Dạ. Mà cái câu này là tôi không nói ra miệng mà tôi nói trong cái suy nghĩ. Thì nhìn những món ăn mình không thích thì trong đầu nó thì cũng được thôi. Giống món thịt kho. Cứ lấy thịt kho lên là cũng được thôi. Miệng thì cười, trong lòng cũng được thôi, cũng được đúng thôi. Phải không chú, giống mình niệm thần chú phải không chú? Tôi cũng hay nói với lại bà xã tôi là tôi rất là dễ nuôi, sao cũng được hết. Nhưng mà nếu mà được những ăn mình yêu thích thì mình rất thích. Mình ăn bữa ăn đó mình ăn rất là nhiều. Còn nếu bình thường thì mình ăn cho vừa đủ thôi. Đó, cái đó mới khó đó chú. Tự nhiên nấu ra tưởng là chú thích, xong rồi chú cũng ăn. Xong rồi người ta không biết ngày mai người ta nấu tiếp. Ngày mốt người ta không nấu tiếp. Nhưng mà phản ứng khó lắm mà nha, phản ứng là giận á. Mà giận thì trời ơi, chiến tranh lạnh lâu lắm. Cái thời gian chiến tranh lạnh lâu nhất là bao lâu hả chú? Thường khoảng 2 ngày. 2 ngày là quá đáng rồi, còn muốn tới đâu nữa, muốn cả tháng rồi trời. Lâu quá vậy chú? Thường 2 ngày thôi, chịu đâu nổi đâu, phải về thôi. Ai chịu không nổi chú? Tôi. Chú chịu không nổi? Mình gây chiến chi rồi mình đi làm hòa vậy chú? Thì đó, bởi vậy mình phải cầu thị. Câu thần chú đó làm cho gia đình mình êm đẹp, bớt chiến tranh hơn đúng không đúng chú? Rồi. Rồi. À, các chị chú ý cái này cũng là một gợi ý từ chú, có nghĩa là lát mà chú ăn á, mà cái nào mà chú ăn nhiều một chút á thì mình biết là chú thích ha. Cái nào mà chú gấp một cái xong chú là trong lòng chú đang cũng được thôi đó. Mình tại vì chú sẽ không nói là món này dở hay là món này ngon đâu. Chú chỉ thích thì ăn nhiều, mà không thích thì ăn ít. Cho nên chúng ta cũng phải để ý nha. Qua hai câu hỏi thì phần chiến thắng đang tạm nghiêng về chị Thu Hoài. Bây giờ chúng ta còn một thử thách cuối cùng. Mời chú và hai chị sẽ ra đứng ở trước đây. Chúng ta sẽ bắt đầu thử thách của mình nha. Rồi. Đây là sẽ có hai phần, những mảnh ghép, và chúng ta sẽ phải ghép thành một bức tranh. Ai trong hai chị hoàn thành bức tranh này sớm hơn thì chúng ta sẽ giành chiến thắng và lật mở ô khóa cuối cùng. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời rối quá vậy nè.
Trời ơi, sao toàn lá không vậy? Cây lá không ơi. Trời, em biết em giúp chị hay em phá chị đây nữa. Đó, đây thì bên này gần xong rồi nha. Phải không? Mình phải áp đảo tinh thần chị ơi. Trời ơi, Thu chỉ thấy toàn cây không thôi mọi người ơi. Trời ơi, chú giúp nhiệt tình quá kìa. Mai rồi nè anh. Đây này. Cái này là ở dưới, cái này là xác ở đâu đây nè, đây nè. Đây. Đó. Không hề đơn giản luôn. Xong. Xong rồi. Chị tiếp tục nha chị, để em... Ủa sao bên này dễ vậy ta? Đó. Bên này toàn con, bên này toàn cây không à, đống cây luôn. Cho nên là bên này thắng thôi chị ơi. Xin mời chú Công Ninh và hai chị mình quay lại vị trí phòng khách nha. Phần thắng thuộc về chị Thu Thủy, chị có được quyền mở một ô cuối cùng và chị không còn sự lựa chọn nữa. Đó là ô số 1, xin mời. Không bao giờ. Con đoán thì sẽ có một món ăn hoặc là một cái mùi vị gì đó mà chú không ăn được, đúng không chú? Vậy cái món ăn đó là gì ạ? Thịt mỡ là tôi sợ lắm luôn. Tôi ăn tôi không ăn được. Mỗi lần mà tôi mà thấy trên mâm mà có thịt kho mà có mỡ là tôi bao giờ tôi cũng ngắt cái phần mỡ ra, tôi để riêng, tôi lấy phần thịt tôi ăn. Nhưng mà nó ngộ cái gì này nha. Mỡ mà mỡ cục á là dạ. Tôi không giờ tôi ăn nổi á, tôi rất là sợ. Tôi nói chung là nhắc tới tôi nổi gáo rồi. Không ăn được. Dạ. Nhưng mà tép mỡ thì tôi rất thích ăn. Tôi thậm chí là tôi chỉ cần một tô cơm nóng với lại tép mỡ rưới lên xong rồi chan miếng nước mắm ớt lên là tôi ăn ngon lành luôn á. Dạ. Vì tỷ số đang cân bằng cho nên chúng ta phải bước đến với một phần thi phụ rất là cam go, rất là trí tuệ và đầy thử thách mà hai chị phải chuẩn bị tinh thần. Đó là quánh tù tì. Bắt đầu. Thế là phần thắng đã thuộc về chị Thu Thủy rồi. Chị sẽ giành quyền chọn một trong hai món ăn mà chú Công Ninh đã ghi ra ở đây. Món đầu tiên là chè đậu xanh. Món thứ hai là bánh bông lan trứng muối. Em có làm cái món bánh bông lan trứng muối. Món bánh bông lan trứng muối. Mời chị. Chị sẽ có thêm một cái quyền nữa, quyền nhỏ nhỏ, đó là lựa chọn mình sẽ dùng bếp trái hay bếp phải. Mặc dù là mỗi bếp nó có những cái thử thách và có những ưu tiên khác nhau mà chúng ta chưa được biết. Bây giờ mình chỉ chọn cái bên mà mình thuận tay hơn thôi. Thì chị chọn bếp trái hay bếp phải ạ? Chị sẽ chọn bên trái đi. Dạ, vậy phần bếp phải sẽ thuộc về chị Hoài Thu. Và thưa quý vị, chúng ta vừa kết thúc phần 1 của chương trình mang tên Khám phá khẩu vị ngôi sao. Và mời hai chị cùng chú vào gian bếp của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu phần 2 của chương trình, đó là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với gian bếp của khẩu vị ngôi sao. Ở bình thường ở nhà mình nấu ăn á thì mình chỉ đứng bình thường mình nấu ăn thôi, đúng không chị? Nhưng mà tại vì hôm nay trong trường quay của mình cũng hơi nóng chút xíu á, cho nên chương trình rất là quan tâm yêu thương chị, dành tặng cho chị một cái bể nước đá ở đây, và chị có thể vừa đứng vào trong bể nước đá vừa nấu ăn để cho nó mát mẻ. Chị thấy vui với điều đó không chị? Cái này là quá thú vị luôn á. Quá thú vị đúng không? Chị nghĩ là căn bếp người ta cần khô ráo, còn mình thì lại cần lạnh lẽo. Không, mát chị ơi. Mát mẻ. Dạ, đứng mát, người mình mát mẻ để mình nấu ăn nó thoải mái hơn đó chị. Dạ, bây giờ xin mời chị bước vào trong cái bể nước lạnh của mình nha. Rồi. Đó, và bên bếp phải của Hà Thu cũng có một sự ưu tiên đặc biệt, đó là trường quay bên này thì mát lắm nha quý vị, cho nên là dành tặng cho chị một cái mascot hình con ong rất là dễ thương như thế này. Chị cảm thấy như thế nào ạ? Cảm thấy là cũng hơi làm như nó cồng kềnh nặng nề dướng díu. Và bên cạnh đó thì một vài nguyên liệu ở trên đây có những cái thử thách mà lúc nào chị cần dùng những nguyên liệu này á thì chị sẽ gọi Hà Thu. Thì Hà Thu sẽ nhờ chú Công Ninh giúp đỡ hai chị để thực hiện các thử thách này. Dạ, bây giờ con mời chú trở về phòng khách để hai chị có thể thuận tiện và thoải mái hơn trong gian bếp để nấu ăn nha chú. Rồi. Dạ, con mời chú. Anh Công Ninh ơi. Rồi. Em cần cái đậu xanh này để ngâm á. Chị giúp em đọc phần thử thách đó lên nha. Thử thách là sáng tác ngẫu hứng hai câu thơ liên quan đến nguyên liệu, gia vị người chơi đang cần. Để coi. Bầu trời nắng gắt trong xanh. Wow, có một chữ xanh. Món mà mình thích, đậu xanh nấu chè. Wow,
Lục bát đàng hoàng. Quá xuất sắc. Chúc mừng chị Hoài Thu, chị đã mang về được nguyên liệu đậu xanh nhờ sự trợ giúp của nghệ sĩ Công Ninh. Dạ, em cảm ơn anh Công Ninh. Vâng. À, chị cũng nhờ anh Công Ninh giúp chị. Vừa lắc vòng, vừa hát một bài hát bất kỳ mà không được hát bài hát thiếu nhi. Và giờ bây giờ chú định thể hiện một phần chút xíu một ca khúc nào chú? Rồi, bài Diễm Xưa đi. Bài Diễm Xưa. Bài Diễm Xưa đi. Bài hát mà tôi yêu thích là thuộc cũng vài câu thôi. Bài Diễm Xưa. Một cái vũ điệu nó cũng chậm lắm mà chú phải lắc chậm đó. Như này mà vừa chậm như này mà vừa giữ được cái vòng. Đúng rồi, cái tiết tấu của Diễm Xưa nó chậm lắm mà phải lắc thì phải nhanh, cho nên nó để cho nó đừng có tuột, đúng không? Không, nhưng mà con tin chú là chú hát chậm mà chú lắc nhanh chú làm được. Không vấn đề, giờ đừng có bó buộc tiết tấu đi, mình lắc nhanh hát nhanh luôn đi, mà bài Diễm Xưa mình hát nhanh cả remix luôn đúng không chú? Remix luôn. Dạ rồi, bây giờ bài hát Diễm Xưa remix có phần thể hiện qua nghệ sĩ ưu tú Công Ninh. Mưa vẫn mưa bay. Mưa vẫn mưa bay. Không, mưa chưa bay chú, bây giờ mình làm lại. Dạ, mưa chưa kịp bay. Giờ mình làm lại nè, cho mưa nó kịp bay nè. Mưa vẫn. Bây giờ con sẽ phụ chú lắc vòng, còn chú sẽ hát. À, con lắc. Con lắc, còn okay. Chú hát. Con cũng yêu mến chú cho nên là con sẽ phụ lắc vòng, không biết okay. Lắc được không nè. Lắc đi. Đó, còn chú. Chú hát không? Chú hát, mà chú ơi, con yêu thương chú lắm á cho nên chú hát á. Chú đang hát nhanh nhanh chút nha, chú hát chậm là con rớt cái vòng á chú. Rồi, hát nhanh phải không? Dạ, rồi. 2, 3. Mưa vẫn mưa bay trên tầng thấp, dài tay em mấy thối mắt thanh sao, nghe lá thu rơi rào mòn góc nhỏ, đường dài ống hút trong mắt thêm sâu, trời còn làm mưa sao không? Ủa, trời ơi, cũng chưa rớt nữa hả? Tiếp đi chú. Trời còn làm mưa. Mưa gì ta? Mưa rớt luôn rồi. Dạ, mưa mát rồi cho nên là chị ơi, chị có thể sử dụng nguyên liệu của mình để nấu ăn này nha chị. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Mời chú về phòng khách của mình nha chú. Ok. Anh Công Ninh ơi. Ơi. Thử thách nữa hả dạ, chị? Thử thách nữa. Trời ơi, chú chưa kịp thở luôn đó. Em cần để cho nó mềm nên là mà chưa dạ, có được. Rồi. Bịt mắt và lựa chọn ăn ngẫu nhiên 3/5 miếng bánh mì sandwich. Vậy là chú ơi, đây có 5 miếng sandwich. Ở trong sẽ có một số loại nhân mà không biết là nhân gì. Dạ, con mời chú. Chú ăn nghe. Dạ. Chú ổn không chú? Chú sao vậy chú? Trời ơi. À, mù tạt chết rồi. Trời ơi, con trời ơi, chú ơi, mì mù tạt. Chú ơi, con không có cố ý. Chú ơi, chú ráng nuốt đi chú. Dạ. À, bồ tạt chú cũng muốn mà. Chú không thích ăn bồ tạt lắm. Trời ơi, chú mỗi lần mà chú đi ăn ở ngoài mà cái gì mà có bồ tạt chú chấm chú khoái lắm luôn. Chú thích ăn bồ tạt hơn là ăn ớt. Vậy mà chú diễn cái nét thích dễ sợ luôn á chú. Trời ơi, con lo lắng vậy thôi. Chú cảm ơn con. Rồi bây giờ mình đến với cái bánh thứ hai. Thôi chọn một cái dĩa kế bên cái món con chọn đi. Thẳng tay đúng không chú? Hình như nó cũng bạn bè nhau á. Dạ. Cái này cũng là ớt hiểm hay là tiêu sọ gì đây. Đến nỗi. Thôi chú đừng làm con sợ nữa nha chú. Sao lại ăn bánh mì đường? Trời đất ơi, món đường. Đó, nãy là chú nói chú thích ăn bánh mì với đường đúng không chú? Ngon. Cảm ơn. Cái thử thách rất là ngọt kế nào. Bên cái sự nguy hiểm là sự an toàn. Rồi, bây giờ thêm một phần nữa thì chúng ta sẽ vượt qua cái thử thách này. 1, 2, 3, kế bên luôn liên. Chúc chú may mắn. Sao tự nhiên hồi hộp quá. Nãy giờ là mặc dù hai món đều thích nhưng mà tự nhiên cái e mù tạt chuyển qua cái đường ghế nó cũng phanh hơi gấp đúng không chú? Thôi bây giờ gì đi. Thay vì mình đi theo thứ tự 1, 2, 3 thì mình giãn cách đi. Giãn cách qua miếng này để cho hình như nó cũng là an toàn hơn hay sao. Chứ miếng kia có vẻ hồi hộp quá. Một sự lựa chọn đúng đắn công hả chú? Công nhận tôi quá thông minh luôn. Trời ơi, chọn cái món mà tôi không hề thích. Đó thì như chú bơ đậu phộng. Nãy là đi theo cái đường của nó là đúng rồi. Chú bẻ cua chi vậy cho nó qua. Mà chú không thích cái món này hả? Con thấy là người ta cũng hay ăn đậu phộng với bánh mì. Cái món này là món rất là hợp lý với lại cái bánh mì sandwich này. Dạ đúng rồi. Nó là bơ đậu phộng mà. Đúng mà chú lại không thích. Chú không thích lắm. Tại vì đậu phộng nó rất là nóng. Dạ rồi, vậy là chú đã hoàn thành thử thách một cách xuất sắc ăn ba cái bánh sandwich. Thì chị Thu đã giành được cái phần nguyên liệu để nấu món chè nha chị. Dạ, em cảm ơn anh Công Ninh. Thu ơi, chị đang muốn nhờ khách mời ăn nho treo trên xà bằng cách nâng chân để hạ dây cột chùm nho. Giúp giùm chị để chị có nguyên liệu chị làm tiếp. Chú thấy vui không chú? Trời ơi trời, sao mà ăn được. Trời ơi, có nghĩa là tôi phải kéo cái giò tôi lên trên đây để cái chùm nho nó hạ xuống nghe miệng tôi ăn á. Dạ chính xác. Cái này tôi nhớ là cái câu chuyện ngụ ngôn quá. Ngụ ngôn gì chú? Con cáo và chùm nho. Có nghĩa là nếu mà tôi không ăn được cái chùm nho này tôi sẽ nói là ôi nho còn xanh quá. Là mình là con cáo không ăn được. Dạ cho còn nên là nếu bây mà giờ ăn được thì tôi là con người.
Vậy là giờ bắt buộc phải ăn được thôi. Vậy hả? Chứ mình đâu thể thành con cáo được chú. Ừ đúng rồi. Đó và chương trình rất là ưu tiên chú là cho chú vịn một tay vào một cái thành bên này một tay thôi nha chú. Tối thiểu là chú ăn được 3 trái nho ở trên chùm nho kia là chú sẽ hoàn thành thử thách. Ờ, chú sẵn sàng chưa? Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Chú. Nó có một cái... Đừng, đừng, đừng. Trời, trời ơi, nho xanh quá. Trời ơi. Đơn giản quá chú ha. Không hề đơn giản chú ơi. Chưa được trái nào. Chưa được trái nào hết. Cái chùm nho này nó xanh quá chú ơi. Trái cuối cùng nè chú. Yeah. Không. Chú bây giờ ăn nho mà nó ngon như thế này chú ha. Mình ăn được nó mình sướng. Vậy còn một cái quyền ưu tiên á, cho chị xin tháo cái này. À đúng rồi, nãy chị có mở được ô có huy hiệu thần bếp cho nên là chị được nhận sự trợ giúp từ chú Phong Ninh. Rồi, thay chị tiếp tục món ăn của mình nha. Chú ơi, con mời chú ra đây nghỉ ngơi nha. Hai món mà chú muốn thưởng thức trong ngày hôm nay đã có mặt trên bàn. Một bên là món chè đậu xanh, bên này là bông lan trứng muối. Bây giờ chú muốn thưởng thức món nào trước? Bây giờ chắc có lẽ là cái món mà chú muốn ăn trước là món chè đậu xanh. Dạ, cho nó mát mẻ trước đúng không? Dạ. Rồi. Rồi, con mời chú. Xin phép nha. Dạ mời. Cảm ơn các đội. Dạ. Ngon ta? Ngon chú. Ngon. Ngon ngon chị ơi. Vui chưa? Thành quả nãy giờ đổ mồ hôi ha. Nói chung là cái vị ngọt rất là vừa phải. Có cái vị đúng cái vị thanh như chú nói không chú? Nói chung là mềm vừa ăn lắm. Mát mẻ cho chú hạ nhiệt chút chưa? Có đã. Rồi, con mời chú uống miếng nước nè. Coi như là tăng cường được năng lượng rồi đó. Dạ. Bây giờ chú sẵn sàng đến với món bánh bông lan trứng muối chưa? Ngon chứ. Mày ăn miếng trứng muối coi sao nha. Bánh bông lan nó có mềm mại không chú? Nó vừa ăn lắm. Hay là khô? Chỉ hơi khô chút xíu à. Nó vừa béo vừa ngọt mà nó cũng là thơm nữa. Sau bao nhiêu thử thách thì được thưởng thức những cái món ăn mình yêu thích. Dạ. Rất cảm ơn hai người bạn hâm mộ của tôi hả. Cảm ơn cô MC hả, đã dẫn dắt cái chương trình này và cho tôi được ăn cái món này. Bây giờ sau khi mà thưởng thức rồi thì chú cảm nhận như hai món ăn này như thế nào và chú thích cái món nào hơn? Thật ra hai món này món nào cũng ngon hết. Dạ. Nhưng mà để ngon nhất trong khoảnh khắc này. Chè đậu xanh là tôi sẽ thích nhất trong cái giữa hai món. Vậy là chè đậu xanh đã mang lại chiến thắng cho chị Hoài Thu, xin chúc mừng chị. Sau những thử thách cam go dành cho nghệ sĩ Công Ninh cũng như là hai phe mộ chúng ta thì phần chiến thắng đã dành về chị Hoài Thu qua những sự trợ giúp của chú Công Ninh nữa. Và em nghĩ là phần giải thưởng này chị phải chia cho chú Kha Khá đó, tại vì là em thấy chú là thử thách khá là nhiều. Bây giờ chú hãy trao phần thưởng này đến cho chị nha chú. Rất là cảm ơn sự chu đáo của hai bạn. Dạ. Cho tôi những cái món ăn rất là thú vị trong cái chương trình này. Và đây là phần thưởng của ban tổ chức chương trình ha. Tôi xin gửi tặng cho bạn. Dạ. Cảm ơn anh, cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hôm nay mình tới đây gặp thần tượng của mình và nấu cái món ăn mà để cho thần tượng mình thích. Rất là cảm ơn chương trình. Cũng cảm ơn ban tổ chức chương trình đã cho chú có cái cơ hội để gặp các bạn ở đây cũng như là gặp quý vị khán giả xem chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chú đã đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Cảm ơn hai chị đã yêu mến chú và yêu mến chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.